nói chuyện đi, nói chuyện cho vô ạ. Cứ nói vô cho vô tiếng rồi vô tiếng âm thanh luôn. Hồ Đại Đường ở Sài Gòn, tao đi từ Đà Lạt về, sau tao gặp Hồ Đại Đường. Hồ Đại Đường đi với là Nghĩa, Đức Em và Mỹ Liên. Vậy là đi với là thằng Tâm học từ 4 lớp tao. À, lên Tâm học lớp. Nói chuyện cho nó vô âm thanh luôn, vì nên mình làm YouTube á, rồi mình làm. Đây là vườn trẻ của thầy. Khi mà thủy ngang cái chỗ nhà bác đâu, thủy đi được nhiều. Rồi, nhà này là cho mấy bạn hữu Sài Gòn ở lại. Rồi thầy nói ba tiếng vào đây rồi cha thầy để làm cho ai ở lại nữa. Là để làm cho bạn bè của những mọi người về. Nghỉ ngơi cho cái tù hồi 6572 kỳ này, năm nay. Đó, đây này là công phu húng quá. Đây là có cái căn cứ 4 đây à? Căn cứ 4. Bây giờ còn mấy chú không biết. Đây, vô được không? Mặc vào đây. Đó, thấy rõ chưa? Đó, đó sắp có người Sài Gòn. Người Sài Gòn xin lương người Hà Nội. Đó, quay lên chủ quân lên luôn. Tiếc quá, mấy Sài Gòn nó lên Thanh Tâm rồi, mình có hẹn hả mấy anh chưa về. Đường trận đó là như nếu như giáo nói cho nửa hồi là đến Hoa Lư có về nghe. Rồi con nó hồi đêm mình hẹn nó. Hồi đêm nó có gọi. À mình nói trước. À. Mình nói trước. Có lên thì mình khoa có về Hàm Tân tình tưởng mình còn ở đó. Yeah. Em nói nghe phúc lại đi rồi. Quá thảo ngọt rồi. Mà sao tôi có bọt vai bay cho hắn đấy. Rồi nhưng mà sao mình cũng bọt nhiều vì tổng phê chính trị á. À. Lê Thị Minh Khoa bây giờ ở đâu biết? Lê Thị Minh Khoa tên gì sai quá. Cùng Bà Rịa đó. Bà Rịa Minh Khoa. Trong Trung Quốc chưa lắm.